đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Siêu Tài Năng Nhí Mùa Thứ Tư. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là sau khi mà chương trình Siêu Tài Năng Nhí Mùa Thứ Ba kết thúc thì ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều đơn đăng ký casting đến từ các bé với mong muốn là được tham gia chương trình Siêu Tài Năng Nhí Mùa Thứ Tư này. Và đúng như sự kỳ vọng của ban tổ chức thì các thí sinh năm nay của chúng ta vô cùng là đa dạng về thể loại thi và tài năng thì rất là ấn tượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón thí sinh Yule. Trời ơi, lần đầu tiên cho bé Gil xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và chào MC Tuấn Minh và chào bé Sư Tử. Chào MC ạ. À, cô có thể cho cháu biết là cô đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí Mùa Thứ Tư này với tài năng là gì được không ạ? Tài năng của Gil là tài năng ăn rất là nhiều, rất là khỏe và ăn mau chóng lớn. Chúng ta hãy cùng cầu một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón thí sinh Gil Lê với tài năng ăn thật nhiều. Quá là đáng yêu. Tôi nghi lắm nha, tôi nghi đổi MC mùa sau lắm đó nha. Lo lắng nhẹ nha. Cho em xuống dưới em ngồi cho bớt mỏi chân cho bé dẫn từ đây tới cuối chương trình giùm em được không ạ? Mình dẫn chương trình thì nó có một cái đặc biệt khiến cho con cảm thấy thu hút. Đó là con có thể được gặp rất là nhiều người nổi tiếng ở trong showbiz. Và con có thể học tập họ và có kỹ năng mềm tốt trong cuộc sống để con có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn ạ. Cái điều ấn tượng đầu tiên là khi con bước ra với một cái bộ trang phục chỉnh chu như thế này, rồi một gương mặt rất là thiện cảm, thì xem như là mình đã được 50% thành công rồi. Đúng rồi. À, và sau đó khi con cất giọng lên, nhấn nhá đài từ, lên bổng xuống trầm, nó hợp lý. Đúng, đúng. Ví dụ đúng, những cái lời chào đầu chương trình thì chúng ta có thể chuẩn bị trước, nhưng mà cái phần giao lưu với người chơi là mình không có biết người ta sẽ nói cái gì với mình hết á. Dạ đúng rồi. Mình sẽ phải hoàn toàn thích ứng một cách nhanh nhạy nhất. Thì đó là cái điều con đã làm rất tốt ở cái phần đầu này. Cảm ơn con. Bây giờ chúng ta còn chờ gì nữa mà không tiến luôn vào thử thách con ha. Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay thì con sẽ giới thiệu về một tiết mục, đó chính là ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Dù là một ca khúc như vậy, nhưng ở với mỗi môi trường, mỗi sự kiện khác nhau thì cái cách của chúng ta ứng xử trên sân khấu cũng sẽ phải khác nhau. Thì bây giờ không biết là ban giám khảo có thể giúp Gil đưa ra đề bài không ạ? Con giới thiệu bài hát này trong sinh nhật của bạn Gil 10 tuổi nào. Xin mời Tuấn Minh. Tuấn Minh xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Gil Lê tròn 10 tuổi. Lời đầu tiên thì cho phép Tuấn Minh sẽ xin được thay mặt cho gia đình của Gil Lê để gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã ham bất chút thời gian của mình để đến đây chung vui cùng với mọi người. Và Tuấn Minh nghĩ rằng là trong một cái không khí thật là tuyệt vời như thế này thì chúng ta có nên khởi động bằng một trò chơi cực kỳ là thú vị không ạ? Yeah. Vậy thì Tuấn Minh sẽ xin được mời ba cô chú lên trên đây cùng tham gia trò chơi với cháu ạ. Lên chơi thôi, lên chơi. Trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay thì không biết là Gil Lê có muốn tham gia trò chơi cùng không ạ? Có chứ ạ, à, mình chủ tiệc mà, mình phải chơi chung với các bạn chứ. Vâng, vậy xin mời Gil Lê đứng vào hàng cùng với tất cả mọi người ạ. Mình sẽ đọc một số câu hỏi trước một nhạc rất là vui nhộn và nhiệm vụ của các cô chú trên này sẽ là trả lời đúng các câu hỏi đó. Mọi người trên này chú ý, mình nhún 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 là mình cùng nhún nhún nhún. Mình lắc 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 là mình cùng lắc lắc lắc. Mình xoay 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 là mình cùng xoay xoay xoay. Câu đầu tiên, cháu xin mời cô lên đây. Cô đã sẵn sàng chưa? Ok. Câu của cô có nội dung như sau. Con châu con người ta gọi là con mẹ. Con bò con người ta gọi là con bê.
lại câu hỏi nhá. Con chú con người ta gọi là con nghé. Con bồ con người ta gọi là con bê. Con lừa mẹ người ta gọi là con gì? Con lừa mẹ. 5, con 4, lừa mẹ. 3, con lừa mẹ. 2, không biết. 1, hết giờ. Xin mời cô sang bên này. Bye bye bạn Nam Thư. Bạn bất ngờ rồi. Con chú con người ta gọi là con nghé. Dạ. Con bỏ con người ta gọi là con bê. Dạ. Con lừa mẹ người ta gọi là con hư. Con vừa đi lừa mẹ thì đúng là con hư, có đúng không ạ? Mọi người trên này chú ý, mình nhún 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 là mình cùng nhún nhún nhún, mình lắc 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 là mình cùng lắc lắc lắc. Câu tiếp theo cháu xin mời chú lên đây. Rồi. Chú đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kim giờ và kim phút chỉ giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là mấy giờ? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời chú trả lời. Là giữa số 1 và số 2 là 1 giờ 7 phút. Xin chúc mừng câu trả lời của chú hoàn toàn sai. Xin mời chú sang bên này. Thế là chú lại mất lượt rồi. Chỉ giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là 12 giờ. Còn một câu hỏi nữa, hai người đã sẵn sàng chưa? Đang lo quá nè, không biết có trả lời được không? Xin mời mọi người, cả hai người lên trên này. Hai người đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi chưa? Không sẵn sàng. Không sẵn sàng thì cũng phải không trả lời. Không sẵn sàng thì xin mời cô sang bên này. Cô Tô Điêu Lê đã sẵn sàng chưa? Chắc chắn là sẵn sàng rồi. Câu của cô có nội dung như sau. Trên con biển có hai con cua xanh và con cua đỏ. Đang chạy đua hỏi con nào về đích trước? Xin mời cô trả lời. Đó chính là con cua xanh, bởi vì con cua đỏ bị nấu chín rồi, có phải không? Xin chúc mừng câu trả lời của cô hoàn toàn đúng. Xin mời cô sang bên kia. Vậy là sau khi kết thúc trò chơi thứ nhất thì chúng ta chỉ có duy nhất đúng một người trả lời đúng, đó chính là Diêu Lê, chủ buổi thi. Và ngay bây giờ thì Tuấn Minh cũng sẽ xin được mời tất cả các cô chú ở trên này về vị trí chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục buổi tiệc ạ. Các cô chú không được quà, bye bye các cô chú. Và trước khi đến với trò chơi thứ hai, Tố Minh muốn thay đổi không khí một chút, đó là chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất là sôi động do chính Tuấn Minh biểu diễn ạ. Vâng, vậy thì xin mời mọi người hãy cùng ổn định vị trí và lắng nghe ạ. Xin mời Tuấn Minh. Định hát luôn hay gì hả? Giỏi quá. Con rất là giỏi trong bắt nhịp, dẫn dắt, điều khiển ba cô chú ở đây làm theo ý con muốn. Và quan trọng hơn, khi cô Thư đưa ra một cái tình huống, bản thân con cũng hết sức là bình tĩnh để giải quyết cái tình huống đó, trấn an một cô bé đang chơi quấy khóc. Bạn chơi ăn gian quá à. Bạn đọc câu hỏi, tôi có nghe được câu hỏi đâu rồi bạn bắt tôi trả lời. Vậy thì mình sẽ xin được đọc lại câu hỏi nhá. Và sau đó cũng không quên nhiệm vụ của mình là vẫn giới thiệu vào bài hát. Tưởng chơi trò chơi cuốn quá quên luôn, qua chơi trò thứ hai tiếp luôn đó. Đúng, chị cũng đang nghĩ là chắc là quên rồi, nhưng mà không. Trước khi chơi trò thứ hai, nghe cái bài hát này trước đã. Rất là thú vị. Với cái thử thách đầu tiên như thế này mà con nói lưu loát, không va không vấp như vậy thì chú nghĩa nói rằng con đã vượt qua một cách xuất sắc. Và chúc mừng chúng mình một lần nữa đã vượt qua thử thách một thành công. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến luôn với thử thách tiếp theo. Ở thử thách thứ hai này, chương trình sẽ xây dựng cho con cả một chương trình talk show riêng. Wow. Một người host của một talk show. Thì con muốn khách mời đặc biệt của con, khách mời đầu tiên trong talk show này sẽ là ai đây? Dạ, khách mời đặc biệt của con thì con nghĩ là sẽ do ban giám khảo tự quyết định ạ. Chú nghĩ sẽ là khách mời của con, đồng ý không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. MC diễn viên Đại Nghĩa sẽ là kỳ khách mời đặc biệt trong talk show của Tuấn Minh. Bây giờ xin mời chúng ta hãy cùng đến với chương trình talk show
khơi mở ước mơ của Tuấn Minh. Mình xin được chào tất cả mọi người đang có mặt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chương trình khơi mở ước mơ. Vâng, và trong ngày hôm nay thì Tuấn Minh rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả mọi người. Ngay bên đây là một diễn viên hài kịch, vừa là một MC nổi tiếng. Vâng, xin được chào đón nghệ sĩ Đại Nghĩa. Tuấn Minh ơi, chắc có lẽ con nhầm chú Nghĩa với cái chú Đại Nghĩa kia rồi. Chú này tên là Tiểu Nghĩa, không phải Đại Nghĩa. Dạ vâng ạ, cháu xin lỗi chú và cháu sẽ xin được giới thiệu lại nhé. Ừ. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay chính là nghệ sĩ Tiểu Nghĩa. Minh ơi, chú Tiểu Nghĩa không phải là nghệ sĩ, chú là nhân viên văn phòng. Ồ, vậy là chú là nhân viên văn phòng à? Một công việc khá là thú vị đấy nhỉ. Vậy thì chú có thể chia sẻ cho cháu biết được là chú làm nhân viên văn phòng thì chú làm chức vụ gì được không ạ? Chú chỉ là một người làm công việc kế toán bình thường thôi. Vậy thì chú đã sẵn sàng để cùng với cháu giao lưu cùng với khán giả chưa? Chưa. Vì sao ạ? Rung. Chú Rung à? Chú đừng sợ hãi và chú đừng có rụt rè nữa. Chú hãy khơi mở cái tâm bên trong của mình ra để trò chuyện cùng với lại quý vị khán giả của chúng ta ngày hôm nay có được không ạ? Nhưng bây giờ rung quá, làm sao cho bớt rung? Thì chú cứ hít một hơi thật sâu. Chú thả ra, chú cứ làm như thế, chú đã bớt run hơn ạ. Chú Tiểu Nghĩa ơi, ở ngoài kia thì có rất là nhiều người có những cái ước mơ khác nhau. Ví dụ như người ước mơ làm kỹ sư, ước mơ làm kế toán như chú nữa. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ cái ước mơ của mình á cho người khác nghe ấy, thì người ta sẽ thường nói là thiếu thực tế. Thì chính những cái điều đó nó đã khiến cho sự tự tin của mình nó bị mất đi và dần dần thu hẹp cái ước mơ của mình lại. Vậy thì ngày hôm nay thì với cương vị là một nhân viên văn phòng thì chú Tiểu Nghĩa có nghĩ rằng là ước mơ có tạo nên con đường thành công không ạ? Không biết. Xin mời nhân viên văn phòng Tiểu Nghĩa lên phòng tổng giám đốc, có việc gấp. Tôi chết rồi Tuấn Minh ơi. Bây giờ thì giám đốc gọi rồi, chú không thể nào ngồi đây mà tiếp tục trò chuyện với Tuấn Minh được nha. Xin lỗi Tuấn Minh nha. Chào Tuấn Minh nha, hẹn gặp lại sau nha. Phải đi thôi, giám đốc gọi rồi, không biết có bị trừ lương hay không nữa. Thưa quý vị, như người ta thường nói là những cái gì mà tuyệt vời nhất nó sẽ thường để đến cuối chương trình. Và đúng như vậy, điều mà chú Đại Nghĩa sắp đem đến cho chúng ta ngày hôm nay là một điều gì đó rất là đặc biệt. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tiết mục âm nhạc rất là nhẹ nhàng và du dương để chúng ta có thể thư giãn trong thời gian mà chú Tiểu Nghĩa, nhân viên văn phòng đem đến cho chúng ta điều gì đặc biệt nhá. Xin mời bộ phận âm nhạc ạ. Ok. Wow, rất bình tĩnh. Thật ra anh cố tình, anh là một cái nhân viên văn phòng và người ta rụt rè, người ta ít nói, người ta không dám chia sẻ gì hết trong một cái buổi talk show. Và khi MC chúng ta gặp một khách mời như vậy thì phải nói rằng MC vất vả vô cùng. Thì vừa rồi chú Nghĩa cố tình diễn một cái nhân vật như vậy á, để coi coi Tuấn Minh phải xử lý làm sao. Thì Tuấn Minh cũng kịp thời, khéo léo, trước tiên là trấn an. Khi mà thấy người khách mời đó vẫn tiếp tục rung thì bắt đầu nghĩ ra một cái cách để họ bình tĩnh là hít hơi vào và thở ra. Và khi bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện cũng vậy, chú Nghĩa cố tình trả lời có, không. Nhưng mà Minh không vì cái cách trả lời của chú Nghĩa mà con bị sượng. Và em thấy là bé còn biết cách hạ cái tông giọng, thay đổi cái giọng nói của mình. Khi mà lúc đầu là xin chào chú Đại Nghĩa, thế mà khi thấy anh có vẻ đang hồi hộp không trả lời thì bắt đầu bé dịu giọng xuống. Bé nói chuyện giống như là một người bạn bên cạnh. Không sao đâu, mình sẽ bên cạnh bạn để chứng an bạn. Rồi cái xử lý tình huống bất ngờ thì sao ạ? Con là một bạn trẻ rất là lanh lợi, thông minh, nảy số rất nhanh. Nhưng mà như thế này Tuấn Minh, cô muốn con làm MC nhưng mà con hãy trả về đúng cái năng lượng ở cái tuổi trẻ của con. Đúng rồi. Với một bạn trẻ đúng 12 tuổi. Mai mốt mình giận á, đừng được không ạ nữa. Được không ạ? Dưới này khán giả kêu không ạ. Rồi sao? Con xử lý như thế nào? Mình có thể sử dụng điều đó, nhưng
đừng quá nhiều, bởi vì sao, nó không an toàn cho mình. Hiểu ý cô Thư không? Dạ con hiểu ạ. Với cô nha, MC là phải biết tâm lý của người ta, mình phải xem người ta đang mắc phải vấn đề gì, mình phải để ý mấy cái đó rồi thì con mới dẫn dắt câu chuyện vô, thì cô nghĩ là nó sẽ dễ cho con mà dễ cho người nghe nữa. Mọi người ở đây đều nhìn thấy rằng con có tố chất của một người dẫn chương trình, và cái khả năng của con sẽ còn đi xa hơn nữa. Cho nên là hai cô mới nhiệt tình góp ý và chỉ bảo thêm cho con những cái điều để con có thể ghi nhận lại, và con có thể lấy nó làm cái hành trang cho mình nếu như con tiếp tục đi trên cái con đường mà mong muốn trở thành một người dẫn chương trình trong tương lai. Tuấn Minh nha. Và chắc chắn với sự tinh tế của con sẽ nghe những lời nhận xét này và hiểu và rút ra bài học cho mình nha. Và ngay bây giờ thì chương trình cũng có phần thưởng dành tặng cho bé Tuấn Minh. Xin mời đại diện của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS lên trao tặng cho bé ạ. Xin mời. Và quà của chương trình nữa. Yeah. Cảm ơn Tuấn Minh nha. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bé siêu tài năng nhí tiếp theo.